Thầy Nhất kêu em làm bạn với anh. Em đang nói gì vậy? Lúc anh Tài bắt em rủ anh bỏ trốn, em chẳng hiểu gì cả. Đến khi em nhận ra âm mưu của anh thì mọi thứ đã quá muộn rồi. Em đã tính nói với anh, nhưng em làm không được. Em chỉ còn cách trốn đi. Từ đầu tới giờ là em gạt anh. Mới đầu là như vậy, nhưng em thật lòng yêu anh lúc nào em cũng không biết. Nếu tao gặp nó một lần nữa, mày phải trách tao. Biến đi. Em xin lỗi anh.